Vào tháng 9 năm 2024, Quế Vân và vợ chồng Ưng Hoàng Phúc đã có chuyến thiện nguyện phát mì tôm và gạo ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy nhiên, hành động này lại vướng tranh cãi làm màu vì chỗ ngập chỉ tới bắp chân hoặc đầu gối nhưng vẫn đi thuyền. Một tháng sau khi vướng ồn ào, Quế Vân cho biết bị công ty quản lý cắt hợp đồng, những gì đã đầu tư suốt nửa năm qua không có cơ hội lấy lại. Vào chiều ngày 12 tháng 10, Quế Vân đã đăng tải đoạn clip quay cận cảnh căn nhà có diện tích hơn 300m² ở Bắc Giang để giao bán. Cô viết: "Mình sẽ bán căn nhà này cho người thực sự có duyên với nó, người muốn bỏ phố về quê. Nhà mình giữa trung tâm thành phố Bắc Giang." Kèm theo đó, cô còn liệt kê ra hàng loạt tiện ích và cho biết dù không muốn nhưng vẫn phải đăng bán vì đã mất tất cả. Tổng diện tích 4 mặt sàn 330m², nhà trước mặt là công viên, sau lưng cách 100m là trường học Lê Quý Đôn và 200m là cách trường cấp 1 quốc tế, cách 300m là chợ. Tất cả các hệ thống trong nhà đều hiện đại, đây là tâm huyết của mình, không muốn nhưng đành vì cuộc sống. Gần một tháng sau ồn ào làm màu từ thiện ở Phúc Tân cùng vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Quế Vân livestream trên trang cá nhân. Ca sĩ cho biết cô được nhiều người khuyên nên im lặng để mọi chuyện lặng lẽ trôi qua, nhưng cô không muốn cứ mãi mang oan ức. "Nếu tôi im lặng thì sau này ra đường, người ta sẽ mãi nhìn tôi với cái mác phùng bạt làm màu từ thiện. Ngày xưa còn làm trong showbiz, tôi từng có những thị phi liên quan đến tình ái hay chiêu trò để nổi tiếng, nhưng giờ tôi từ bỏ rồi. Hiện tại tôi chỉ muốn trở thành người tốt, có công việc tốt, nhưng chỉ vì ồn ào này cũng mất hết cơ hội." Nhớ lại quãng thời gian ồn ào mới xảy ra, Quế Vân cho biết bị quá nhiều người tấn công khiến cô chơi với, mất tinh thần. "Tôi cảm giác mình như một tội đồ, dù không kêu gọi từ thiện, cũng không xin của ai, mà dùng tiền của mình để làm, nhưng lại bị nói là phông bạt, làm màu. Tôi chưa bao giờ trải qua quãng thời gian kinh hoàng như thế. Tôi không ăn được, cứ nằm trong phòng khóc, vì thấy oan ức. Cảm giác bị tất cả quay lưng khi gặp chuyện rất khủng khiếp." Quế Vân cho biết, cô càng thấy ấm ức hơn khi nhiều người nói cô lôi kéo, dắt mũi vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương đi cùng để làm hỏng hình ảnh của nam ca sĩ, hai anh bị chửi lây. Theo Quế Vân, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương rủ cô tham gia đoàn từ thiện trao quà cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực gầm cầu Long Biên. Chương trình được lên kế hoạch từ trước, nhưng vì bão lũ nên đến ngày 12 tháng 9 mới có cơ hội đi trao. Quế Vân cho biết, đoàn trao 100 phần quà ở Phúc Xá, Hà Nội có sự tham gia của đại diện Ủy ban Nhân dân phường cũng như tổ dân phố để điều phối người dân xếp hàng nhận quà. Nhưng nhiều người vẫn không tin, đổ cho cô cố tình làm từ thiện ở khu nhà giàu để làm màu. "Nếu tôi là người mời bạn bè đi cùng thì chắc chắn giờ này mọi người không còn là bạn bè của nhau nữa. Có người kích động nói chơi với Quế Vân là bị xui, chơi với Quế Vân là Vân hại, Vân dắt đi." Có lẽ vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương rất vững tâm và nhận ra đúng sai. "Nếu là người khác khi bị kích động, chắc không chơi với tôi nữa. Ai theo dõi đều biết tôi chơi với Ưng Hoàng Phúc 20 năm, chưa bao giờ hại bạn." Quế Vân nhận ra mình sai ở chỗ có gì nói đó, liên tục đáp trả khi bị đổ oan nên càng khiến dư luận chú ý. Sau lần trải lòng này, cô rút ra bài học không nên lên tiếng trong lúc nóng giận. Vì bị công ty quản lý cắt hợp đồng, mất hết tiền và công sức đầu tư trong 6 tháng trước đó, nên cô từ bỏ việc kế hoạch trở thành nhà sáng tạo nội dung, TikTok bán hàng. "Tôi giờ chỉ cần một công việc bình thường, đủ sống, không cần phải giàu sang phú quý gì nữa." Nhưng đây thực tế không phải lần đầu tiên Quế Vân bị dân mạng chỉ trích. Cách đây không lâu, Quế Vân cũng gây ồn ào khi có nhiều lần livestream cùng nam em để khui những bí mật động trời của showbiz. Hai cô gái liên tục kể về sao A, sao B với những chi tiết ly kỳ nhưng không có bằng chứng xác thực, khiến khán giả nhức não, đoán già đoán non xem người ấy là ai. Những tưởng nam em và Quế Vân sẽ là đôi bạn thân thiết lâu dài thì nam em bất ngờ lại có màn livestream như đá xoáy Quế Vân. Chuyện là Quế Vân tỏ ra đồng tình với Duy Mạnh khi nam ca sĩ khuyên nam em hãy hành xử đúng mực. Tuy không nhắc tên Quế Vân, nam em khẳng định cô không cần bất kỳ ai bên cạnh, sẵn sàng bước tiếp một mình. Và từ đó đến nay, hai nữ hoàng thị phi này cũng không livestream chung hay nhắc gì đến người kia. Có lẽ không còn nhiều người nhớ chuyện Việt Anh từng đăng đàn xin lỗi vì một bức ảnh chụp chung với Quế Vân. Nữ ca sĩ đăng tải bức ảnh thân thiết cùng Việt Anh lên mạng xã hội, rồi kèm theo đó là nhiều câu nói về tình yêu. Trong khi netizen đang nghi vấn Quế Vân và Việt Anh có mối quan hệ đặc biệt, thì vợ của Việt Anh đã lên tiếng, nhắn nhủ người nào đó chưa mặt chồng em ra. Sau đó, Quế Vân mới đăng clip cho thấy cô và Việt Anh tạo dáng chụp ảnh thân mật với nhau. Rồi nam diễn viên cũng xin lỗi vợ, giải thích rằng có những chuyện đôi lúc không chia sẻ ngay được. Trước đó, vào đầu năm 2016,
Quế Vân từng khiến truyền thông phải nói chuyện nhiều khi lên tiếng tố Trường Giang lăng nhăng ngay giữa thời điểm nam danh hài vừa công bố hẹn hò Nhã Phương. Theo Quế Vân, Trường Giang nói với cô rằng anh yêu Nhã Phương chỉ là vì người hâm mộ. Cô cho biết Giang rất quan tâm, ra đường nắm tay, ngồi ăn nắm tay, rồi tự nấu rất nhiều món gọi tôi tới ăn. Cạnh Trường Giang luôn công khai tôi với bạn bè, khiến tôi nghĩ không có Nhã Phương tồn tại trong mối tình này. Để chứng minh mối quan hệ của mình với Trường Giang là thật, Quế Vân còn đăng thêm những đoạn nói chuyện tình cảm giữa hai người. Vừa việc ồn ào đến mức Trường Giang bị nhiều khán giả quay lưng, chỉ trích suốt thời gian dài. Tháng 2 năm 2024, Quế Vân thừa nhận đã bỏ 600 triệu đồng để mua giải Á hậu 1 của một cuộc thi nhan sắc tại Mỹ vào năm 2013. Tại thời điểm đó, cũng từng vướng lùm xùm khi thi chui mà bị nghi vấn mua giải. Quế Vân đội vương miệng và nói trên livestream: "Cái vương miện này nó tốn bao nhiêu tiền của chị đấy các em ơi? Nếu như được chọn lại thì tôi sẽ dùng số tiền này để giúp những người khó khăn tốt hơn, nhưng mà khổ quá. Những năm tháng đó, tôi bắt đầu trở lại showbiz sau khi lấy chồng. Tôi chẳng hiểu gì về truyền thông, cũng chẳng hiểu gì về showbiz. Ánh hào quang đánh dập nát đời tôi. Sau này có rất nhiều ca sĩ trẻ có tài năng người ta lên, mình không thể nào lại được, thế nên mình phải làm bằng cách gì biết không? Mình sang bên Mỹ, mình mượn chương trình thi hoa hậu nha. Cả một chương trình chỉ mua giải là mua giải. 20 thí sinh thì mua hết cả 20 thí sinh luôn. Thế là tôi hát chương trình đó, người ta bảo tôi mua giải đi, bán cho cái giải Á hậu 1. Tôi bảo, nhưng mình có chồng rồi, có con rồi, mua sao được, bị chửi chết. Xong mọi người xui càng chửi càng nổi, nên thích lắm. Ngu làm theo luôn. Tôi mua cái giải này hết bao nhiêu tiền đấy? Cái này là tôi mua với giá 600 triệu. Tuy nhiên, những vụ việc này chỉ khiến Quế Vân bị chửi thôi. Còn lần này thì cô mất luôn cả tài sản và công việc. Quả là một cái giá quá đắt. Và nó nhắc các nghệ sĩ phải thực sự cẩn trọng khi đi làm từ thiện, dù rằng đó là việc làm đáng trân trọng.